thích chinh phục rồi. À, thích mình thấy ngọn núi này, thấy ngọn núi khác là muốn leo tới đó. Không leo được cứ thấy khó chịu, phải ghé một tí. Cái kiểu như mà vậy. Ghé thôi rồi về phải không? À, ghé rồi về, ý nghĩ thôi ghé rồi về. Nhưng thí dụ như rơi vào một khoảng thời gian mà nó xảy ra những cái sự cố gì đó, mà cái người đó xuất hiện đúng lúc, đúng những gì anh ta đang cần, càng chết nữa. Mà lúc đó mà vợ xuất hiện kịp, người đàn ông đàng hoàng sẽ lôi về được. Mà nếu như mà không xuất hiện được, bảo đảm ngã. Đàn ông rất yếu đuối, rất yếu đuối. Tại sao lại cứ lấy cái lý do đấy để như là để biện hộ cho không, sự sai trái của không mình phải là biện hộ. Cái này là sai rồi, khẳng định cái đó là sai. Không, nhưng mà ta sao lại thì... là vợ xuất hiện kịp? Bản thân anh ấy phải có suy nghĩ đó, dừng lại đó. Kịp, chứ không thể là vợ đó. Xuất hiện kịp. Không, nhưng mà em lúc nào cũng giống như mấy phụ nữ khác, đều nghĩ đàn ông phải tự, đúng không? Nhưng 100 phải người đàn ông chứ. 100 người đàn ông nha, cái số người mà tự á, ít. Riêng vụ này thì em xin được theo phe của anh Đức Thịnh. Tại vì em nghĩ rằng á, việc của người vợ xuất hiện kịp lúc rất quan trọng, nó giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Thưa quý vị, trên đời này luôn luôn nó có một cái câu gọi là đúng thời điểm. Bây giờ anh nói một tình huống cụ thể đi. Một cái cô gái mà mình thích, khi một cái câu hả mình là về nhà em chơi đi. Người phụ nữ các bạn nghĩ rất là bình thường là người đông, chỉ việc là ôi từ chối, tôi có gia đình, tôi có vợ, tôi về từ chối này nọ kia. Nhưng đó, anh nói thiệt, để một người đàn ông đúng nghĩa mà khước từ điều đó đi về, cả vấn đề đấu tranh khủng khiếp luôn. Đúng. Cái đó là cái phản xạ, anh không có tự hào gì hết trơn á. Đúng. Phản xạ, cái tư duy của người đàn ông nó ngộ lắm. Thế bây giờ em không hỏi, có quan trọng. Bây giờ em phải hỏi hai cái người mà ít nói nè, là Trí Rùa với là anh Khang nè. Thế như vậy có phải là đàn ông mình không có bản lĩnh không? Cái quan trọng là cái người giữ lửa trong nhà, lạc mềm buộc chặt. Khi mà người vợ trong nhà mà cứ càng ngày càng siết, càng ngày càng ngấy, bức bối trước trong nhà mà mình đã không phải bung ra thoát khỏi. Không muốn là phụ lòng con, không muốn phụ lòng vợ, rồi mọi người buồn. Thì giữa ranh giới đó, người đàn ông rất dễ sa ngã, trượt chân 30 giây. Không, cái đó đúng ạ. Còn mà khi mà cảm thấy mà một ở nhà mình là cả một cái gia tài đồ sộ, cả một hơi thở không thể nào thay thế được, thì tôi nghĩ có về nhà 10 cô cũng như thế. Chị trả lời đi. Em thì ý em là như thế này. Có dấu hiệu tấn công mình nè. Cái chuyện mở nè. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Cái chuyện đó là người xấu, người đẹp, người có địa vị, người giàu, người nghèo gì ai cũng phải gặp cái trường hợp đó rồi. Chắc chắn. Nhưng mà cũng như anh Thịnh nói nè, gọi mời về nhà chơi ồ các thế, nhưng mà cái lúc đó cái điện thoại mình có reo hay không, cái điện thoại mình có reo hay không thì để coi đã. Nếu nó reo thì sao và không reo thì sao? Nếu nó không reo thì mình nói cái chuyện này là thực tế 100%, 1000%. Anh nào nói cũng hay hết, anh nào nói cũng sẽ không về đâu, sẽ bản lĩnh thế này thế kia, nhưng mà mình khẳng định là 99,9% là đi á. Đi á. Tôi nói thiệt quý vị, đừng vội ném đá người ta. Đây là thực tế. Đúng rồi, người đàn ông đó đâu phải là bị bệnh thiếu não. Thiếu não. Não. Anh ấy tái sinh rồi. Rõ ràng. Anh ấy tái sinh rồi. Em mở lời á, anh phóng luôn đi. Mai rồi tính. Để mai tính. Bây giờ đừng nói đàn ông, giờ nói em thôi nè. Một anh chàng đang rất là hợp em, đẹp trai đúng gu em luôn, và hoàn toàn hơn hẳn chồng em. Ví dụ vậy, đang cua em, em có dấu hiệu sa ngã, em làm gì để đề kháng lại điều đó? Chắc chắn thì em sẽ tìm những cái hình ảnh về gia đình. Sự thật á là nếu như mà đã rơi vào một cái trạng thái mất cân bằng và lơ lửng thật sự rồi đó nha, lúc đó trong đầu không có cái gì hết. Chỉ có một mục tiêu thôi. Nhưng nếu lỡ mà có một cái gì đó mà mình thấy rằng nó không đúng, ngay lập tức mình biết rằng mình đã phạm phải một cái lỗi rất trầm trọng, và ngay lập tức tìm mọi cách chân thành nhất, thậm chí là có thể chấp nhận những cái lúc mà mình hạ thấp bản thân mình xuống ở cái mức tận cùng, để mà người kia hiểu rằng là mình đang rất là muốn được sửa sai. Thì chị nghĩ rằng là với cả đàn ông và phụ nữ á, ở cái thời điểm đó vẫn còn có thể có cơ hội để quay về. Và lúc đó thì những cái hình ảnh về gia đình hay những gì đã có với nhau á, nó mới thật sự trở thành giá trị, để sau này nhắc nhớ mình rằng không bao giờ mình được phạm phải cái điều này một lần nào nữa.